phụ nữ cả đời ngồi ôm bi kịch nếu lấy phải 5 loại đàn ông này. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Sống Để Hạnh Phúc. Quý vị thân mến, muốn đoán biết một gia đình có cuộc sống như thế nào, nghèo khó hay giàu sang, yên bình hay sóng gió, hãy nhìn vào người đàn ông trụ cột của gia đình đó. Người đàn ông không phải điều kiện duy nhất quyết định vận mệnh gia đình, nhưng họ đóng một vai trò vô cùng quan trọng. Chúng tôi xin chia sẻ đến quý vị 5 kiểu đàn ông phá nhà nhất trên đời. Lấy phải khác gì đâm đầu vào bụi rậm. Chị em hãy tỉnh táo mà tránh xa, kẻo cả đời ngồi ôm bi kịch. Thứ nhất, đàn ông có tiền vào cái là hư hỏng. Có một câu nói kinh điển như thế này: đàn ông có tiền là sẽ hư, phụ nữ hư là sẽ có tiền. Từ đó, có thể thấy được mặt tiêu cực trong bản tính con người. Một người đàn ông cầm tiền trong tay mà không biết tự quản thúc mình, chỉ chăm chăm hưởng thụ, làm những gì mình thích, thì sẽ nhanh chóng bị chính dục vọng của bản thân đẩy xuống vực sâu. Đàn ông như thế mà làm chủ gia đình, thì gia đình đó chẳng mấy chốc mà sụp đổ. Lập nghiệp thì khó, mà duy trì sự nghiệp lại càng khó. Sự nghèo khổ luôn kích thích dũng khí và khả năng thay đổi hiện trạng trong một người đàn ông. Họ sẽ vì mục tiêu tốt đẹp đó mà cố gắng nỗ lực xây dựng vùng trời của riêng mình, trở thành con người thành công và giàu có. Nhưng khi có tiền rồi, họ bắt đầu phải đối mặt với rất nhiều cám dỗ, trở nên không biết trời cao đất dày, chỉ muốn hưởng thụ, mất đi khát khao và động lực phấn đấu lúc ban đầu. Cứ thế, ngày một sa đọa. Sau cùng, chính tay họ sẽ hủy hoại mọi thứ họ từng bỏ bao công sức để dựng nên, và cả gia đình đang nương tựa vào họ. Thứ hai, đàn ông lười biếng, không biết nỗ lực. Gia đình giàu có đến đâu đi chăng nữa cũng không lại nổi sức phá của một người đàn ông lười biếng. Lười biếng thì thường đi kèm với giỏi tiêu pha, miệng ăn núi lở. Cha mẹ có để lại bao nhiêu tài sản rồi cũng hết. Đàn ông đàn an mà cả ngày cứ ở nhà, hết nghịch điện thoại lại ngồi chơi game, lười biếng, chẳng động vào việc gì, thì có khác gì thứ đồ bỏ đi. Không chỉ cha mẹ với bạn đời khó chịu, mà hàng xóm láng giềng cũng khinh thường. Kiểu đàn ông như thế thường lại còn mặt dày, nói mãi không nghe, rồi kiểu gì cũng có ngày tan cửa nát nhà. Một nhà nếu muốn ngày càng tốt lên, không lâm vào cảnh khó khăn bần cùng, thì bắt buộc người đàn ông phải không ngừng nỗ lực, chăm chỉ cầu tiến. Người ta nói, sung túc nhờ chăm, giàu sang nhờ mệnh. Nếu đến chăm chỉ, anh cũng không cố nổi, thì số mệnh nào cứu nổi anh? Điều thứ ba, đàn ông ăn tiêu không biết tiết kiệm. Ông cha đã dạy, cần kiệm thì thắng, xa hoa thì hỏng. Đàn ông sống mà không biết tiết kiệm, lúc nào cũng vung tay quá chán, thì phải kiếm bao nhiêu tiền cho đủ lãng phí. Thậm chí có những người vốn đã chẳng có bao nhiêu tiền, lại còn cứ cố ra vẻ, ăn tiêu kiểu đua đòi, rồi chẳng mấy chốc mà trắng tay. Kiểu người kiếm một đồng tiêu hai đồng, kiếm hai đồng tiêu ba đồng, cả đời không giàu nổi, không thể tiết kiệm được tiền. Giống như những người trẻ tuổi bây giờ vậy, tiêu tiền của ngày mai. Tháng kiếm 20, 30 triệu, tiêu cả 20, 30 triệu. Ăn sang, mặc hàng hiệu, túi đắt tiền, giày tên tuổi. Dẫn đến lúc nào cũng nợ nần chồng chất, không nghèo cũng thành nghèo. Thậm chí có khi còn chẳng trả nổi nợ, dẫn đến nhiều bi kịch không thể tưởng tượng nổi. Đàn ông là trụ cột gia đình, phải biết chi tiêu hợp lý, không được vung tay quá chán, lãng phí vô độ. Bỏ được tiền ra thì phải thu được tiền về. Có thế, cuộc sống mới luôn sung túc, đủ đầy, không đẩy chính mình vào đường cùng. Kiểu người thứ tư, đàn ông không biết sửa chữa thói hư tật xấu. Một nhà muốn phát đạt thịnh vượng thì cần người đàn ông phải biết giữ quy tắc, có đạo đức,
làm việc đáng tin cậy, rèn luyện cách sống và lối hành xử tốt đẹp. Bằng không, trụ cột gia đình mà cứ đầy thói hư tật xấu không sửa được thì nhà đó hỏng hẳn rồi. Thử nghĩ mà xem, có bao nhiêu nhà vì có đàn ông nghiện rượu chè, cờ bạc, gái gú, hút chích, thậm chí là ăn trộm mà tan vỡ. Một người đó mất hết tương lai chưa nói, hạnh phúc của cả một gia đình cũng sẽ bị những thói hư tật xấu đó hủy hoại. Đàn ông phải cố hết sức giữ vững bản lĩnh, giữ mình tránh xa thói hư tật xấu ở đời. Mà nếu có nhỡ vướng phải, cũng phải nỗ lực mà sửa đi. Một thói xấu không sửa được cũng có khả năng làm sụp đổ cả một gia đình. Mà một người đàn ông có bản lĩnh nhiễm thói hư rồi lại không có bản lĩnh sửa đổi thì sẽ chẳng bao giờ ngóc đầu lên được. Kiểu thứ 5, đàn ông vô trách nhiệm với gia đình. Đàn ông mà không có trách nhiệm với gia đình, không tôn trọng cuộc hôn nhân của bản thân, không biết đối xử tốt với vợ mình, ngược lại còn chăm đi chiêu hoa ghẹo nguyệt, thậm chí là ngoại tình, thì sớm muộn cũng có ngày gặp quả báo. Mất đi hạnh phúc gia đình, nhà tan cửa nát, chẳng còn lại gì. Khi đã có gia đình, người đàn ông phải học cách gánh vác trách nhiệm, bảo vệ gia đình đó được yên bình, ổn định. Đối tốt với người mình yêu, dạy dỗ con cái tử tế, phải trở thành một người đàn ông trưởng thành, đáng tin cậy, thành trụ cột gia đình. Đàn ông có gia đình rồi mà còn vô trách nhiệm thì không xứng làm chồng, làm cha, và thậm chí cũng chẳng xứng làm con trai của bố mẹ. Trụ cột mà không biết trân trọng gia đình mình, làm chuyện có lỗi với vợ con, thì cái nhà đó chắc chắn chẳng vững được bao lâu. Tóm lại, làm đàn ông phải sống đường hoàng tử tế, phải đội trời đạp đất, có trách nhiệm, biết gánh vác, sống sao cho xứng đáng với bản thân mình, với cha mẹ, với người nhà. Gia đình có người đàn ông tốt gánh vác thì cả nhà mới được sống êm đềm, hạnh phúc. Quý vị thân mến, trong chuyện tình cảm, chúng ta đều khát khao có được một tình yêu chung thủy, đôi bên dành cho nhau sự tôn trọng, yêu thương, không bị các yếu tố khách quan gây ảnh hưởng. Vậy nhưng có những người đàn ông không kiềm chế được ham muốn của mình. Họ luôn khiến người phụ nữ phải suy tính thiệt hơn, buồn bực, u sầu. Thật ra kiểu đàn ông như vậy đều không đủ trung tình với phụ nữ. Thông thường, một người đàn ông trọng tình cảm, đáng tin cậy trong chuyện tình cảm thường có 5 đặc điểm như sau. 1. Có trách nhiệm với những lời hứa đã nói ra. Cho dù chỉ là những lời hứa nho nhỏ với bạn, người đàn ông cũng có thể bất chấp gió mưa để thực hiện. Bởi vì mọi nguyên tắc đều đến từ chữ tín và thủy chung ở sâu trong thâm tâm anh ấy. Nếu một người đàn ông chỉ nói những lời ngon tiếng ngọt, thề non hẹn biển với bạn, nhưng trước giờ lại chưa từng làm tròn bất cứ một lời hứa nào, vậy thì kiểu đàn ông như vậy hiển nhiên không thể tính xem là đáng tin cậy. Không thể làm tròn lời hứa của chính mình, người đàn ông như vậy hiển nhiên khó có thể chung thủy trong chuyện tình cảm. Điều thứ hai, từng việc và từng quyết định đều sẽ trưng cầu ý kiến của bạn. Người đàn ông một khi thực lòng yêu bạn, anh ta chắc chắn sẽ một lòng một dạ với bạn, tôn trọng bạn. Cho dù anh ta làm một việc gì hay đưa ra một quyết định nào, đều sẽ không khăng khăng làm theo ý của riêng mình, mà sẽ cố gắng trưng cầu ý kiến và quan điểm của bạn. Một người đàn ông có trách nhiệm và một lòng trong chuyện tình cảm sẽ không mang quá nhiều tư tưởng của chủ nghĩa nam quyền, cũng sẽ không quá gia trưởng và cố chấp đối với bạn. Ngược lại, anh ta sẽ chỉ vô cùng dịu dàng và săn sóc cho bạn, sẽ vô cùng để ý đến tâm trạng và cảm nhận của bạn. Anh ấy cũng sẵn sàng trao đổi tương tác với bạn, không thể hiện quá nhiều cái tôi và sự ích kỷ. Điều tiếp theo, tan làm về nhà đúng giờ, không la cà bên ngoài. Người đàn ông đủ trọng tình cảm vợ chồng, trọng tình cảm gia đình sẽ luôn trở về nhà ngay sau khi hoàn tất công việc trong ngày.
Lý do là bởi anh ta không muốn bỏ lỡ một giây một phút nào để được ở bên người phụ nữ của mình, gia đình của mình. Nếu người đàn ông luôn la cà ở bên ngoài mà không chịu về nhà, nguyên nhân chủ yếu là bởi anh ta đã không còn hứng thú đối với mối tình hoặc cuộc hôn nhân đó. Cũng có thể anh ta chê người phụ nữ ở nhà quá lắm lời. Anh ta không thể chấp nhận được việc có người phụ nữ lải nhải liên tục không ngừng bên tai mình. Thứ tư, giữ khoảng cách với những người khác giới khác, không qua lại riêng. Người đàn ông trung thủy, trọng tình cảm và có trách nhiệm với vợ sẽ không để bạn phải nơm nớp lo sợ khi yêu hoặc đã kết hôn. Bởi vì anh ta yêu bạn, cho nên anh ta sẽ không vừa yêu bạn lại vừa mập mờ với người phụ nữ khác. Một người đàn ông thật sự có trách nhiệm với chuyện tình cảm, một khi đã xác định quan hệ với bạn, anh ta sẽ không còn qua lại riêng với người phụ nữ khác, cũng sẽ không quá thân thiết với người phụ nữ khác, tránh gây ra những hiểu lầm không cần thiết. Hành động ấy đem lại cảm giác yên tâm cho bạn, đồng thời cũng là biểu hiện có trách nhiệm với bản thân. Và điều cuối cùng, điều thứ năm, phẩm hạnh đứng đắn, từ chối thói trăng hoa. Lời nói và hành động của một người đàn ông có thể phản ánh việc liệu anh ta có trăng hoa hay không, có trung tình hay không. Nếu bạn cảm thấy lời nói và hành động của anh ta khiến bạn khó chấp nhận, lời lẽ của anh ta quá bẩn thỉu, vậy thì bạn có thể lựa chọn rời xa anh ta. Những lời nói và hành động của người đàn ông phản chiếu nhân cách của người đó. Một người đàn ông phẩm hạnh đứng đắn hiển nhiên sẽ có trách nhiệm với chuyện tình cảm, sẽ một lòng với bạn. Nếu ngược lại, rất có thể anh ta là kẻ lăng nhăng, không trung thủy. Một người đàn ông đáng tin cậy, đủ trung thủy trong chuyện tình cảm, anh ta sẽ khiến bạn có được cảm giác vô cùng yên tâm và có chỗ dựa khi yêu. Anh ta sẽ không tùy tiện vứt bỏ bạn lại một mình không đoái hoài tới, cũng sẽ không tùy tiện nói dối bạn, sẽ càng không dễ dàng phản bội bạn. Một người đàn ông trung thủy và thật sự đáng tin tưởng sẽ chỉ đối xử tốt với một người phụ nữ cả đời. Trong mắt và trong tim anh ta sẽ chỉ có mình bạn mà thôi.